Chào mừng các bạn đến với chương trình Học tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Xin giúp từ này đi. What does somehow mean? Please use example. Somehow là một cái cách nào đó. Yeah, like she loves me somehow. Well, somehow she loves me. Không biết tại sao, hoặc là sao cái cách nào đó mà cô ấy yêu mình vậy đó. Yeah, somehow là một cái gì đó mà cái cách nào đó. Yeah, những cái cách nào đó vậy đó. Okay. Sư ơi, if you nói âm, if you có nói âm không? If you, nah, if you, you say, no, not really, I mean, if you, yeah, không có nói âm lắm, if you, you say, bên Mỹ học sinh toán giỏi không? Not really, học sinh toán không có giỏi, không có phải là như những nước khác. Họ không có luyện toán mạnh làm như những nước Á Châu, ví dụ đi, nước Á Châu thì thích toán hơn, còn bên đây thì ít luyện cái đó, họ luyện chung chung mà đứa nào giỏi phần nào thì họ vô phần đó. Bên này không có luyện toán bằng làm như những cái nước Á Châu. Nước Á Châu thích toán lắm. Sức dạ gì các phép toán cộng trừ chia, yes, để hôm nào sức giúp cái đó phần đó. What else? Kỳ thị hả? Kỳ thị tiếng Anh nó có chữ là discriminate. Okay, discriminate là kỳ thị. Bất cứ kỳ thị cái gì, discriminate. Rồi kỳ thị dân tộc có chữ thêm nữa, rồi kỳ thị có khác nữa. Okay. Ví dụ kỳ thị dân tộc gọi là racism. Kỳ thị mà nam nữ là sexism. Kỳ thị những người nước ngoài, siết thích cái từ này. Okay, so kỳ thị của cái người mà ở nước ngoài, không phải da màu mà nước ngoài thôi, là it's called xenophobia, hoặc là một cái nơi nào mà không có phải của mình á, gọi là xenophobia. So nó có ba cái kỳ thị tuổi tác. Gọi là ageism. Phát triển bền vững tiếng Anh là gì vậy? Nghe nhiều, nói nhiều. Vậy thôi. Nghe nhiều, nói nhiều tạo ra cái cơ hội. Nhưng cái quan trọng là mình thích học tiếng Anh. Thực sự nếu mình thích học tiếng Anh thì mình sẽ good rồi. Actually tiếng Anh nó thực sự nó không có khó lắm, nó hơi phức tạp thôi. Các bạn phải biết cái cách học tiếng Anh thì mới, các bạn đừng có xem tiếng Anh là một cái tiếng khoa học. Tiếng Anh nó rất là phức tạp, cho nên học chữ nào hay chữ đó, đừng có theo mà một cái hướng gì mà nó không phải mà dựa vô một hướng gì mà nó sẽ cho các bạn hết về tiếng Anh. Mình Việt Nam chủ yếu luyện grammar. Grammar cũng ok, yes. But sau đó các bạn có một cái nền chuẩn grammar thì bây giờ phải lo qua học phát âm vậy đó. Xin các bạn hỏi tại sao môn toán có lúc viết math nhưng có lúc math. Math này là người Mỹ, còn cái chữ math gì á là của người Anh. Sư ơi, please tell me all common meanings of engage. Engage cái gì đó, mình nhập vào cái gì đó là engage. Ví dụ engage in a fight là mình nhập vào một cái sự tranh đấu, quấn lộn. Engage in an argument. Vậy đó. Nói gì đính hôn. Yes, nó có hai nghĩa nữa, quên từ đó nữa. Engage có thể là, nó có nhiều nghĩa, là đính hôn nữa, yes, đúng rồi đó, I forgot, sẽ quên cái đó nữa, yes. Còn cái lễ mà đính hôn á, là engagement. Engagement, ha. Yes.
engage somebody là thu hút phải không? No. Không phải thu hút, engage là mình là cái gì đó để cho mình giao tiếp họ, cái đó là engage. Yes. Sư ơi, có nên học thành ngữ nhiều không? Không, không nên. Học mấy cái thành ngữ mà kêu bằng mấy thành ngữ mà nhiều người Mỹ dùng hoặc là nhiều người bạn sử dụng. Tại vì có nhiều thành ngữ địa phương, một cái thành các bạn thì có lo thành ngữ quá, tại vì nhiều thành ngữ nó một nè, địa phương nè. Mình dùng cái chỗ này, chỗ kia không không có. Ví dụ các bạn học tiếng Anh bên Mỹ đi, thì các bạn học thành ngữ thì có thể ok là tại vì nguyên nước Mỹ ví dụ họ dùng những cái thành ngữ đó. Còn nếu các bạn bên Việt Nam mà học thành ngữ, những cái thành ngữ người ta không biết từ đâu đến đem đến cho các bạn, có thể thành ngữ của nước Ireland, thành ngữ của người Anh, địa phương nào đó, thành ngữ của người Canada hoặc là người Úc có nhiều thành ngữ lạ lắm. Cho nên khi mà các bạn học thành ngữ thì các bạn học kêu bằng búa xua chỗ nhiều nơi nó đến các bạn, cho nên không có các bạn không có biết rằng là cái thành ngữ nào mà là kêu bằng người bạn sử dụng nhiều. So đừng có lo thành ngữ quá quá, nó có vài cái thành ngữ, một số thành ngữ có thể nói chung là người Anh, người Mỹ, người Úc có thể hiểu, mà đừng có lo học thành ngữ nhiều quá. What else? Thành ngữ có sức trên YouTube là đủ rồi phải không? Yes. Duyên có thành ngữ nữa là thành ngữ nó lỗi thời. Làm như 100 năm trước hoặc là 70 năm trước, ví dụ đi ông nội ông cố mình dùng mà bây giờ mình không dùng nữa, đó vậy đó. So học cái thành ngữ nó hơi nguy hiểm là vậy. Xin làm sao phát âm cái từ S hả? S vậy thấy hả? S. Okay, happiest, latest, your hardest, you know. C. Đừng có lo cái âm T. Nói chậm thì lo âm T, nói nhanh thì C nó thôi. Missy, what else? Học tiếng Anh du học sao cho nhanh? Ồ, cái đó mỗi mỗi người mỗi khiếu thôi, sẽ không biết. Càng học nhiều càng giỏi thôi. Vì lý lợi cái tạo ra cơ hội để luyện tiếng Anh. Work some magic, work là làm. Magic là một cái ảo thuật gì đó, làm một cái ảo thuật. Ví dụ sẽ giúp tiếng các bạn học tiếng Anh rất là giỏi, cái ảo thuật sẽ giúp các bạn học tiếng Anh rất là giỏi, cái các bạn nói oh yeah, vô room này đi, work some magic, sẽ là hãy làm ảo thuật đi, là làm cái chiêu của mình á, là làm cái chiêu hoặc là cái chưởng của mình á để cho hay lên. Ok, là làm cái gì mà cái nghề của mình, cái gì mà good của mình á, là work. Work some magic. Weak với lại weak giống nhau. Yes, đúng rồi đó. Weak. Road với street nó khác nhau là gì? Road là nói chung chung cái con đường, street đặc biệt. Nhưng nó rõ hơn, street là cái con đường mà mình người ta thoa nhựa lên á, cái con đường màu đen bây giờ đó. Ok, với con đường trải nhựa. Yes. Làm sao phát âm? Ồ, hồi nãy sẽ nói rồi đó. Happy is. So cái âm EST đó, nó đọc là est. Mà xuống giọng happy is. Đừng happy s. Happy is. Okay. Latest. Hardest. You will be like greatest. Okay. Nói chậm là happiest. Latest. Hardest. Greatest. Phân biệt way back. Okay. So cái alley đi. Dễ nhất là cái hẻm. Cái alley là cái hẻm. Cái way là cái lối đi, cái lối, bất cứ cái way, cái hướng, cái này là rộng nhất, cái chữ way là rộng nhất trong trong này, không phải rộng mà rộng nghĩa chứ không phải rộng con đường nha, rộng nghĩa, this way, that way, go this way, vậy đó. Alley là cái hẻm, path là cái con đường, hoặc là cái con đường mòn, một cái lối đi theo thường thì là cái con đường mà ở ở ngoài ở trong rừng hoặc là cái con đường mà mình phải ủi xuống mà cái trail là một cái lối đường đi mà trong trong rừng nữa đó. Cái đó là cái trail hoặc là trên núi, cái đó là cái trail. Medication, medicine với drug khác nhau. Ồ, sẽ định làm video này nè. Xiết bệnh, bữa nay bị biểu cảm thì xiết uống medicine. Ok, medicine là một cái thuốc gì đó,
mà mình uống dài dài lần để cho hết bệnh. Medication nó hoành tráng hơn là mình uống mãi mãi bệnh bệnh kinh niên. Mình bệnh cảm thì mình uống medicine, mình bệnh tim là mình uống medication vậy đó. Ok. Drug là cho hai chữ này luôn, tại vì cái chữ medicine cho nên người Mỹ họ thay thế cái chữ drug nhiều lắm. Dạ thầy. Mà cái drug trong cái ngữ cảnh tùy theo, cái drug có thể là ma túy. Nếu mình nói về bị bệnh thì drug nghĩa là thuốc. Dạ thầy. Dạ. Yeah, so ma túy thuốc phiện. Ở Mỹ mua thuốc dễ không? No, khó lắm. Mua thuốc phải có tổ bác sĩ. I keep dancing on my own. Dịch là tôi vẫn chỉ lặng lẽ một mình, có ổn không? Cái câu này not really, không ổn Duyên. Vậy cái này ngữ cảnh sẽ phải biết luôn. Cái ngữ cảnh phải biết chứ cái câu này, thành ngữ này hơi lạ. Ok, sĩ ơi, phân biệt giữa to be in, to be going to. Là sao ta? I am going to. I am swimming. Là sao? Ví dụ cái câu đi. Dùm dùm xích đi chơi. Street đường phố. Road dùng cho đường sắt. Oh, that's very nice, Angelina. Very nice. Sĩ ơi, tôi bắt đầu thấy đau bụng rồi. I'm starting to get a đỉnh trụ ẻo mình nha. I'm starting to get a stomach ache. Like that. I'm starting to get stomach ache. Sao từ run có bao nhiêu nghĩa vậy? Cái từ run là cái từ trong tiếng Anh nó nhiều nhất, nghĩa nhiều nhất trên thế trong tiếng Anh. Ok. So các bạn đừng có ngạc nhiên dùng cái từ chữ run, nó là cái từ nhiều nhất trong tiếng Anh. Dancing on my own là bài hát em nghe trên British Got Talent. Đã từng nghe chưa? Bài hát. Cái đó không phải thành ngữ gì hết á. Just dance on my own là mình, wow, cái bài này có nghĩa bóng rồi. Có thể dance on my own là tự một mình nhảy nhảy dance á. Ý là cái người này chắc nói là người này cô đơn làm như xíu, có phải không? Không có người khác nhảy chung. Yeah. Rhythm. Phát âm là rhythm. Ok. Rhythm. So, giúp tôi. I am doing tomorrow với là I am going to do tomorrow. Ok. Actually, trong tương lai mà một cái câu á, I am doing it tomorrow, nó bỏ cái người nghe, nó bỏ cái người mà đang nghe cái câu này đó vào cái vị trí cái hành động cho ngày mai. Là I am doing it tomorrow. Mình có một cái hình ảnh là cái người đó đang làm cái gì đó ngày mai. I am going to do it tomorrow. Mình để cái người nghe trong cái vị trí là mình tuyên bố mình làm cái gì đó. Ok, so một cái đó, cái câu sau đó là tuyên bố. Cái thứ nhì đó, mà mình cái câu sau là tuyên bố. Cái câu thứ nhất đó là mình bỏ cái người đó vô cái cảnh trong tương lai. Ok, so mình muốn muốn một một cái người kia biết cái hành động của mình ngày mai làm cái gì thì I am doing it tomorrow. Còn mình muốn cái người kia hiểu rằng là mình tuyên bố thì I am going to do it tomorrow. Ok, hai cái đó khác nhau là vậy. Khó hiểu quá hả? Đâu có khó hiểu đâu chơi, dễ. What kind of, ok, để xin hỏi ấy cho. Mình tuyên bố á thì mình nói là I am going to do it tomorrow. Đó là tuyên bố. Ok. I will be doing it tomorrow. Là mình quan trọng cái hành động của mình hơn. Ok, một cái là tuyên bố, một cái là quan trọng cái hành động của mình. Đấy, so hai cái khác nhau là vậy đó. Oh, I am doing tomorrow. So I am doing it. Sorry, doing it tomorrow. I am doing it tomorrow. Sorry, so you say like that. Ok. Missy Vinh nghĩa tương lai lại gần xảy ra hơn hơn gần I'm not too sure, không biết nữa. Có thể mà nó sẽ không nghĩ không có bệnh. It's okay. Bạn bị bệnh giống tôi. You are as sick as I am. Được. Mình phải biết cái grammar nào mà quan trọng, mình học cái đó. Đừng có học những cái grammar mà không có dùng nhiều. Trước hết mình phải quan trọng những cái grammar với phần nào mà học.
mình học nhiều đó. Sếp ơi, vừa mới và khi nấy dịch sao? Ôi trời ơi, tôi vừa mới gặp anh ấy khi nãy. Vừa mới là chữ just. I've just met him khi nãy hả? Lúc nãy đó phải không? Mỹ không có dùng khi nãy trong đó, mình nói là I've just met him vậy đó. Mình thấy tại vì khi mình mới gặp rồi cho nên khi nãy tiếng Anh nó hơi nhiều quá, không cần thêm nữa. Có thể a moment ago. A moment ago có thể. Yes, nice. Yes, a moment ago cũng được. Bình thường thường mình nói I've just met him gọn, nếu muốn nữa là a moment ago nó hơi nhiều, but that's okay. Hồi xưa bạn ấy đẹp lắm mà bây giờ hết bớt đẹp rồi. She was pretty. Hồi xưa hả? How about hồi xưa, muốn cái chữ hồi xưa quan trọng không mày? Đơn giản nha, she was pretty but not anymore. Có nhiều nhiều cách lắm á, actually cái câu này có nhiều cách chơi luôn á. She was pretty a long time ago, but no longer. What else? She was pretty, but she is less pretty now. Yeah, I think I knew that. Look, that's a lot. She used to be pretty. Yes, that's right. She used to be pretty. Yeah, she can you know, she used to be pretty. Yeah, but somebody, you know, she's not anymore. I think you know. Alright, just now nghĩa là vì mới thức thì. I did it just now. Yeah, tôi mới làm, mới thức thì. Nghĩa là just now. Giọng sĩ hôm nay khác. bị bệnh. Actually, các bạn ở miền Bắc gọi là bị ốm không? Bị ốm. Đấy. Yeah, hôm nay mình bị ốm. Mà mình khoái dùng chữ ốm hơn. Miền Nam dùng ốm là bị gầy, gầy. Okay, so những bạn miền Bắc là gầy, miền Nam là ốm. Yeah, mình thích chữ ốm hơn, làm cho mình thấy là như mình xuống cân nha nó. Các bạn có để ý không, cái chữ miền Bắc nó nghe nó dễ thương hơn chữ miền Nam ha. Right, chữ miền Nam nghe nó nặng nề lắm. Hôm nay bị bệnh, it's very nặng ấy. Hôm nay sẽ bị ốm. See, it's so nice, right? No, thiệt á, like cái mền. See, cái mền nghe nó nặng đấy. Cái chân, cái chân nghe nó, it's kind of nice. Hôm qua ngủ cái đắp mền không? See, nghe nó nặng rồi. Cái chân, hôm qua có đắp chân không? Có chữ nào nữa? Nhớ đốt đèn cầy nha. See, đèn cầy. Còn những bạn ở Bắc là nến. See, it's much better. Cái nến. Nghe nhẹ lắm. And then có một cái rau, miền Nam gọi là ngò, ngò rí, ngò, ngò, see that? And then I think những bạn Bắc gọi là mùi, rau mùi, see, rau mùi. Lần đầu tiên sẽ nghe mùi. Hồi xưa sẽ có quen một cô ở ở miền Bắc, and she nói ăn cái rau mùi, sẽ nghe rau mùi nghe dễ thương ghê luôn, là wow, so nice mùi. Thế nói, ủa cái này nữa hả? Ngờ rí. It's like, I don't know. Lèo lưỡi thân thay. Lèo lưỡi thân thay. Yes. Thân thay. Rồi đó. Xích được thấy ghê chứ, từ đó bình thường mà. Really? Phóng đại quá. No, sẽ nghe nặng nề lắm. Nặng nề lắm. I don't know. Ơi, I will finish it in 5 minutes. Nghĩa là tôi sẽ hoàn thành nó trong 5 phút.
nữa. Yes, đúng rồi đó. Yep, tôi sẽ làm cái chuyện đó xong trong vòng 5 phút. Giọng miền Nam tùy theo chỗ nào, quê của mình thì nghe nặng lắm. Yeah, hồi đó xuất gì Việt Nam á, mấy mấy người mà bà con xuất á. Yeah. Mày sao bên Mỹ mày sao mập dữ vậy mày? Nó gần gần vậy đó. Sao mày vẫn ế vợ cho mày? Yeah, say that. Oh god. Xích xem tin tức có hay nói về American Dream là gì? American Dream là giấc mơ của người Mỹ. Đấy. Cái câu này là nó sâu vào cái văn hóa của Mỹ luôn á. American Dream thực sự không phải văn hóa gần đây, chứ không phải một 100 năm. American Dream là một cái giấc mơ ở nước Mỹ, là cái giấc mơ là một cái người nào đó không có tài sản, không rất là nghèo. Cái quá khứ của thất 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 gì thất thế trong xã hội, mà nếu mà họ cố gắng họ tạo ra thì sẽ thành công. Cái đó là American Dream, cái đó là trong cái văn hóa của Mỹ. Tại nước Mỹ là cái nước mà nhiều dân đến để xây dựng cái tương lai, cho nên cái chữ American Dream nó có ý nghĩa nhiều lắm. Mỗi lần cái người mà tranh cử tổng thống hoặc là làm chính trị hay gì đó muốn muốn giật dây trái tim dân, họ hay nói là American Dream bây giờ nó bị chết rồi, nếu các bạn bầu cử tôi sẽ làm cho nó sống dậy vậy đó, cái kiểu vậy đó. So, mình muốn giật trái tim của người Mỹ thì mình đem cái American Dream lên để mình tuyên bố này kia kia nọ, mình hứa đồ cắt thuế, giảm thuế bớt này kia, con cái các bạn sẽ học trường đại học giỏi rồi. Ok, rồi so, cái đó là American Dream. Any difference between Hispanic and Spanish? Yes, có. Spanish là nói về cái tính từ của người Tây Ban Nha, cái người Spain đó. Okay. Cái nước Tây Ban Nha là cái nước bên Âu Châu rồi. Hispanic là những cái người mà Nam Mỹ, những cái người Nam Mỹ, cái gốc Nam Mỹ, người Brazil, Bolivia, Chile, Argentina, hình như Mexico cũng cái bằng Hispanic luôn nữa. Yes, Mexico. Mấy cái nước mà Nam Mỹ á. Yeah, Uruguay, yes. Uruguay, no, Uruguay hay là Uruguay? Uruguay, I have no idea. Vậy thôi. Lạ lắm, xin nói chuyện với người lớn á thì nó bằng tiếng Việt. Xin nói chuyện với người mà ngang hàng xứ á, tiếng Anh, nhỏ tiếng Anh. Xin nói chuyện với con chó cũng bằng tiếng Anh nữa. I don't know why. Tự nhiên thấy con chó có bằng nói tiếng Anh nè. I have no idea. Cô gái thì nói tiếng tình yêu. Body language. Ok. Mình nói tiếng body language. Ok. Tùy theo. Nếu cái cô gái đó, let's say bên Việt Nam hoặc là mới qua, không qua qua là không có lâu. Thì mình nói tiếng Việt, còn cái cô gái nào qua đây lâu rồi nó nói tiếng Anh. Rồi sao đó body language. Actually body language không có bậy, ok. Thực sự cái body language là những cái hành động mà để cho người ta biết mình có ý định mình là gì đó. Là như mình gây lộn cái bắt đầu mình cung tay, cái đó body language, cử chỉ, yes. Chứ không phải bậy nha, ok. Cái chữ đó body language là cái chữ thường đó. Hát tiệc nghĩa là gì? Hát tiệc là cái kiểu mà là sao ta? Busy đó. Yeah, là như mà bận rộn vậy đó. Yes. Như cắt móng tay giả đầu. cắn cắn móng tay. Yes, that's right. That's right. Liếm môi nữa. Ok. Xiết đầu hộ. Cho vòng này cái. Oh my god, seashell by the seashore. Yes, there you go. Yes. So she ghét mấy cái thần thái lắm. It's been a while là lâu rồi ha. Yeah, it's been a while là lâu rồi. Xí ơi, người Tây hay dùng body language hơn người Á Châu phải không? Well, no, cũng đúng rồi. Well, I don't know, tùy theo. Yeah, tùy theo.
Mà sẽ biết là như người người Tây nói chuyện cái tai họ hay quơ quơ lắm. Quơ lắm. Đấy. Nhất là những cô gái á. Những cô gái Tây á, hoặc là những cái người Việt kiều ở Mỹ lâu hay gì đó. Họ về nó họ nói chuyện cái xong cái tay họ hay quơ cái tay cái dây họ dùng dùng dây lắm gì à xong Kyle identity identity cái chữ thứ nhìn nó là institution ok Sít cũng vậy no Sít nói chuyện cái mắt của Sít liếc liếc ok liếc liếc trust me believe me yes giống nhau it's fate. It's destiny, yep, giống nhau, same. Không đọc đi, Missy cái nào, Missy, identity, identity, đúng rồi, identity, nếu nó nhanh cái chữ đó là identity, Missy, identity, nó chậm là identity, nó nhanh là identity, ok, so from identity. Institution. Cái chữ institution. Cái luật mà âm D thành âm T thành âm D nó không phải trong phần trăm cho nên cẩn thận. Institution. Sẽ có nhiều họ hàng bên Mỹ không? Em hỏi. Soi Dũng. Hết bên nội của Sếp gần qua Mỹ hết rồi. Bên ngoại Sếp còn một cậu với gia đình của em bên đó. Nói chung là bên nội của Sếp qua Mỹ gần hết rồi. Sig is tired today, he's been hectic. No. Cái chữ hectic á không có dùng cho cái con người được. Dùng cho một cái ngày nào đó, today is hectic, vậy you know? Đó. Well, my work is hectic. Ok. Học với Sik vừa học tiếng Anh mà còn American Culture nữa. Yeah. Tại khi Sik muốn giảm các bạn không có trao nhiều American Culture. Nhiều khi Sik phải phải cắt bớt nữa. Tại vì dạy American Culture nhiều quá, Sik cảm thấy làm như như sao hả? Làm như như là như bị ảnh hưởng đế quốc của nước Mỹ vậy đó. So anyway, Sik đầu chậm dòng này cái. Oh god. Peter Piper pick a peck. Đầu chậm hả? Hú hồn. Okay, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Được không? Veggies and dip là món gì? Oh gosh. Veggie là nó ngắn là cái chữ vegetable đó. Cái chữ vegetable là cái chữ nó phát âm vô duyên nhất luôn đó. Cho nên người Mỹ đọc là veggies để cho nhanh. And là và. Dip, dip là những cái nước chấm á. Cái nước chấm á. Mỹ hay ăn những cái rau cải. Cái họ chấm vô một cái nước chấm. Nếu các bạn Google các bạn sẽ thấy Google Image coi mấy cái hình đó sẽ thấy toothpick ở bên Mỹ người ta có dùng không? Yes, có dùng. Thế nào? Sau khi họ ăn họ có dùng toothpick mà họ không có khi mà họ dùng toothpick họ phải rất là kín đáo nhe nhe răng ra cái họ làm vậy họ có thể vô restroom họ họ làm hoặc là họ che miệng lại họ làm như họ mà thật sự ít ai dùng toothpick lắm người Mỹ hồi đó về xếp đi họ sẽ không có thấy họ dùng cái cây tăm xỉ răng cũng có tăm xỉ răng nữa nếu mình hỏi hoặc là này kia nọ còn thực sự họ không có tăm xỉ răng họ vô restroom họ súc miệng trong đó xếp mà họ có nhiều người Mỹ họ đem cái bàn chải đánh răng theo nữa giờ Sếp thấy nhiều trường hợp họ vô phòng phòng restroom á, phòng vệ sinh họ đánh răng tại chỗ luôn. Vừa ăn xong cái trả tiền này kia nọ cái đứng dậy cái họ vô restroom yeah. Sếp ơi, do you think you are more American or Vietnamese? Oh gosh, good question. Sếp không biết nữa, thật sự. Bây giờ không phải sếp bị confused. Rối loạn rồi. Chắc càng ngày sẽ sống sống ở Mỹ lâu thì sẽ cảm thấy sức American hơn.
làm như hàng ngày, ví dụ đi sức giao tiếp hàng ngày thì sẽ cảm thấy mình người Mỹ hơn, và khi mà online với các bạn hoặc là nói chuyện với một cái bạn Việt Nam hay gì đó, hoặc là sum tụ gia đình, thì những cái điều gì đó sẽ cảm thấy là mình Vietnamese hơn. Nó tùy theo hả, nó không có rõ ràng lắm. Mà sức phân nửa có thể sức nhiều Mỹ hơn Việt Nam, but I don't know, it's hard to say. Khó quá đành chịu thôi. Oh my god. Khó quá đành chịu thôi hả? Là đang đành chịu thôi hả? It's difficult, but I have to accept it. Vậy thôi. Vậy đó. Có thể có câu nào hay hơn nữa, mà Sik thật sự có suy nghĩ như vậy thôi. That's all I can think of. Sik là hybrid. Tiếng xồm nha. Human shield, người che đỡ, người đỡ đạn. Đúng rồi đó. Cái người đỡ đạn này đó là cái người cái human shield này nha. Cái chữ này nó hẹp hơn cái chữ người đỡ đạn của tiếng Việt nha. Đỡ đạn tiếng Việt nghe rộng rãi hơn, nghĩa đen nghĩa bóng luôn. Human shield của tiếng Anh đó, nó nghĩa nó hẹp hơn. Là human shield là như khủng bố đi, họ họ núp vô một cái nhà thương, một cái bệnh viện. Họ dùng những cái người làm trong bệnh viện đó, là human shield, nó hẹp vậy đó, chứ không phải là mình đem anh chị mình ra để làm đỡ đạn để cho ba má mình chửi họ. Cái đó không phải human shield. Ok. Oh, Segway hả? Các bạn tìm Google đi, các bạn sẽ biết. Segway là một cái chiếc mà mình có hai bánh xe đó, cái mình đứng lên cái nó chạy đó. Yes, có là Segway. Person với people có nghĩa là cái nghĩa không? Yes, có. Person á, cái xì á là cái nghĩa trịnh trọng của cái chữ people. Cái nghĩa trịnh trọng. Trong những cái thiệp mời đó mà cho đám cưới hoặc là nhà hàng sang trọng á. Ok. Thì họ hay đề how many persons hoặc là 20 persons here, cái trịnh trọng thôi. Còn nếu bình dân á thì people, mà sẽ ghét mấy trịnh trọng lắm cho nên sẽ dùng people không à. I don't care. Ok, so people. Còn people xì này đó là nhiều loại người, ví dụ một cái nhóm người Hoa với lại người Mỹ, làm cho hòa bình với nhau thì the peoples of, nói gì peoples là như không không như dân tộc vậy đó. Nó không có nói rõ gì dân tộc, làm như da màu hay gì, bệnh dân tộc quốc gia. So you were taught Vietnamese politics in university. Yes. Hồi đó nó có 3 lớp, no. 2 lớp. 2 lớp học chiến tranh Việt Nam. Với lại Việt Nam. Sẽ có lấy 2 cái lớp đó. Lawyer có 2 cách đọc xếp. No. Lawyer có 1 cách à. Lawyer. Vậy thấy không? Không có 2 cách. One, 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 one. Actually, để xin nói cái này cho các bạn. Ok. Hồi đó đó, sẽ sĩ học chính trị. Mỗi lần mà ông thầy giáo, mỗi lớp chính trị á, nó hay có một cái kêu bằng cái term paper lắm. Các bạn không biết các bạn có dùng từ này không? Term paper. Term paper là một cái bài report, cái bài viết bự to, ví dụ 20 trang, 15 trang tùy theo ông thầy giáo hoặc là người cô giáo. Về cái gì đó. Lúc nào á sĩ cũng chọn viết gì Việt Nam hết á. Bài tiểu luận đó. Oh, ok. Lúc lúc nào sẽ cũng chọn Việt Nam sẽ nhớ thế đó. Ngoài ra làm như một cái lớp nói về Âu Châu ví dụ đi, hoặc là cái lớp chính trị gì đó đặc biệt đi. Còn nói về kinh tế, chính trị, phát triển, lúc nào sẽ cũng lựa Việt Nam để chọn để viết cái đó. Có vài cái paper cũng cao, có vài cái paper cũng thấp. Tùy theo có bị thất tình cái hôm đó không. Rồi. Là như một một cái lớp kinh tế thì lúc đó kinh tế Việt Nam mở rộng ra, bắt đầu mở rộng này kia nọ, cái sức viết về kinh tế Việt Nam đó, về chính trị, sức viết về Việt Nam đối xử với những nước khác, Á Châu như sao vậy đó. Sau mỗi chuyện, mỗi cơ hội hỏi sức làm là sức chọn gì Việt Nam, đề tài Việt Nam.